But it's a little city, very very little city. It's like a dark city. Thường ở nơi đây rất là đông khách du lịch. Hồi xưa mình tới đây thì kiểu đầy người luôn, nhưng mà bây giờ đang là mùa dịch ý, thì là rất là vắng. Hello, bienvenue en Suisse. Nous sommes dans la ville de Gruyère. Aujourd'hui, nous allons visiter un restaurant très connu ici qui fait une fondue typique suisse avec le fromage du coin, un fromage local, le fromage de Gruyère. Allons-y. Đây, đây một thành phố đây nha, Gruyère. Một thành phố nhỏ, kiểu một làng nhỏ ấy. Bọn mình cứ tiếp tục đi thẳng lên kia là có lâu đài của nơi đây, là lâu đài Gruyère. Hồi xưa em tới đây á, tập siêu đông người luôn ấy. Kiểu mỗi lần đứng chụp ảnh anh đứng nhìn hết. Tí nữa mình sẽ để ảnh ở bên dưới cho mọi người xem. Trước đây mình tới đây cũng mặc cái bộ đồ này. Đây hồi xưa hình như em chỗ chụp chỗ này đấy. Siêu vắng luôn, hồi xưa kiểu bọn mình đi phải chen chúc luôn ý. Ở đây, các quán ăn ở đây đều có lẩu phô mai hết mọi người ơi. Ở đây mọi người cũng bán cái nồi để làm lẩu luôn nhé mọi người. Đây, mọi người có thể về nhà tự làm bằng cái nồi. Làm gì để nước hành sản đây sẽ thích hơn nhé. Non, ça compte toujours, ça se mange avec de la crème, double crème, et c'est délicieux. Par contre, ça compte bien. Cái bánh này là bánh đi xe nổi tiếng ở đây, và nó khá là ngọt đấy. Được siêu ngọt luôn và rất là béo. Mình chưa bao giờ ăn bởi vì mình biết là cái này rất là béo. Đi đâu bây giờ cũng phải xịt tay. À, ở đây còn tượng trưng cho mấy con bò nữa. Ở đây đi xung quanh đều có bò hết ý. Quiet, quiet, peaceful. Ui. Anh thả tiến su vào đây này. Mọi người có thể tới đây và thả tiến su nhá. Thành Trung, anh là Mekowish. Dù Mekowish hay Mekowish? Bọn mình đã cầm cái su đấy và ướp xong rồi ném. Đây, món đặc sản. Đây hiện tại rất là bình yên và không có tiếng động mấy. Và nhiều nơi cũng đang đóng cửa bởi vì là mùa dịch ấy, bên này nhiều quán đóng cửa. Ồ, mọi người sắp đăng ký cho Christmas rồi này. Là nous sommes en plein récession hein, mais le virus un peu partout du coup aujourd'hui il y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de tourisme. Du coup c'est très bien pour nous. Et juste derrière Vous voyez, juste derrière nous, il y a le chalet. C'est un restaurant qu'on va manger après. Là. Ça va être super bon. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est très calme. Oui, c'est très très calme. C'est très très bien regardé. Actuellement, la ville est très romantique. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là chỗ mà hôm nay bọn mình sẽ thử cái món truyền thống của Thụy Sĩ. Phía bên này là bọn mình có thể ngồi bên trong và bên này là ngồi ở bên ngoài terrace. Đây là tên fondue, có nghĩa là lẩu. Cheese fondue là lẩu phô mai. Ở đây là bánh waffle nha mọi người, bánh waffle và crepe. Nhưng mà bọn mình để bụng để tối nay ăn thì nên là sẽ không thử. Bây giờ bọn mình sẽ đi dạo Sato một chút, xong rồi tối về mới ăn. Vì bây giờ mới tầm 5 giờ. Thầy coi.
siêu vắng luôn. Nous arrivons au château de Pierre, juste en face de vous. Regardez. Un très 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 joli château, type médiéval, en parfait état. Allons-y. C'est peut-être fermé, mais c'est pas grave. Em đang giới thiệu là hôm nay là ngày 1000, ngày anniversary 1000 của bọn mình. Happy anniversary. Happy. Hiện tại đang là mùa thu, thế nên là lá vàng khắp nơi, rất là đẹp mọi người ạ. Hồi xưa bọn em lên trên kia chụp ảnh đấy. Tại cái chỗ đằng kia chụp ảnh có cái biểu tượng ghi đấy. Đi không? Phá gì? Đập. Nó sẽ phá mê. Sẽ phá... Ok chưa? Sẽ quá. C'est fermé? C'est la dernière entrée à 4h15. Ah ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Trời ơi, em đi đến đây là em nhớ lần đầu tiên tới Thụy Sĩ. Đây là thành phố lần đầu tiên em tới đây. Hồi xưa mình nhớ là chỗ này bọn mình kiểu chờ xếp hàng để chụp ảnh luôn. Bây giờ không có một bóng ma luôn ý. Ghê, 830m. Ủ 830m thiệt, bởi vì mình đi nãy giờ chưa thấy mệt. Ici c'est très calme. Oui, aujourd'hui c'est calme. Sao mà c'est pas calme. Oui, regarde, nous sommes à 830m d'altitude. D'altitude. Mình đang giới thiệu mấy cái núi. Et vous avez en face de vous là toutes les grandes montagnes de cette région. Le Molesson qui est très connu. Let's go. Let's go. Vâng, hôm nay bọn mình tới đây đúng đến ngày ít khách du lịch, thế nên là rất là lãng mạn và bình yên. Chứ bình thường ấy không được như này đâu, bởi vì trước đây mình tới siêu đông, kiểu phải xếp hàng để vào bảo tàng hay là vào mấy cái lâu đài này luôn ý. Hôm nay quả là không có ai. Đi đúng mấy thời điểm dịch này đi đâu cũng vậy, kiểu không có ai. Mọi người thấy chồng mình dạo này tiếng Việt rất là giỏi. Hồi xưa mình nói kiểu nói từng câu chậm, không bao giờ hiểu, bây giờ hiểu 80% rồi. Mình nhớ ngày yêu nhau ngày đầu tiên đi. Kiểu suốt ngày phải dùng tiếng Anh, xong rồi lâu lâu nói tiếng Việt. Xong rồi sau này mình dạy tiếng Việt nhiều, còn kiểu học rất là nhanh. Nhá, bây giờ mình nói thì rất là vẫn hiểu, nhưng mà mấy người Việt Nam khác nói thì đôi khi không hiểu, nhưng mà giọng của mình nói thì anh hiểu đã được 80%. Bravo. Check. Anh hiểu em nói gì không? Hả? Anh hiểu em nói gì không? Hiểu. Hiểu gì? Anh chắc là đẹp trai. Alright. Đôi khi mình nói nhanh quá như trong vlog ấy, hỏi lại thì không hiểu thôi. I'll take a picture here. Memories fade away. Wither out, wither out. But I can't ignore the ache. Lying deep underground. You must have lost your way. Look around, look around. All we can do now is pray. Make it count. C'est une ville magnifique. Si vous voulez prendre l'air et vous reposer l'esprit, venez faire un petit tour ici, une petite promenade, ça fait du bien. Après, le soir, une bonne petite fondue, une raclette. Oui, c'est perfecto. Ça passe crème. C'est perfecto. Vous voyez, c'est calme, éloigné de la ville, l'agitation d'une grande ville. Ici, vous êtes vraiment, vraiment en harmonie avec la nature. En plus, si vous regardez tout autour de vous, hein, les arbres et tout, c'est l'automne. Il y a beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Giờ là hiện tại đang là mùa thu, trên núi có đủ màu sắc luôn, rất là đẹp. Look
Ở cả cái khu này có rất là nhiều quán ăn và quán nào cũng đang làm dầu phô mai ấy, thì nên là đi đến đây thôi là nghe mùi mùi mặc luôn ấy. Hiện tại là gần 6 giờ tối và bây giờ là mùa thu, thế nên là trời tối cũng sớm. Nên bọn mình đang băn khoăn là ngồi ngoài hay là vào bên trong ăn. What do you think? Đây, thì nhà bọn mình sẽ ăn kiểu như này. Truyền thống của tôi sẽ như mẹ mà mẹ. Này look for drink. Cheese fondue là lẩu phô mai, còn này là raclette. Mình rất là thích cái này. Con này là kiểu nền nướng thịt ấy. Mọi người ơi, khi mà ăn lẩu phô mai ấy, thì nên uống rượu trắng. Lúc mà ăn phô mai nóng ấy, thì nên uống rượu trắng. Còn lúc mà ăn phô mai lạnh thì nên uống rượu đỏ. Bởi vì hôm nay anh ấy phải lái xe, thì nên là bọn mình chỉ còn một ly để hai người uống thôi. Là thịt hun khói. Mà cái này là đồ để ăn với lẩu phô mai. Cái này là bò, còn cái này là heo. Vậy bọn mình ngoài cả lẩu phô mai và cả raclette. Raclette là người ta sẽ bỏ cái phô mai lên đây cho nó chảy xuống xong mình tự cắt đi. Ça va comment faire hein? C'est juste laisser chauffer, vous tournez et après vous racle. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Đây chính là lẩu phô mai, còn đây là raclette. Cái này cũng là phô mai luôn, mà phô mai chảy, còn đây là lẩu. Tí nữa mọi người ăn với bánh này cắt nhỏ ra. Hoặc là cái này là khoai tây. Mình sẽ bẻ bánh nhỏ ra xong rồi nhúng vào đây bằng cái này. La fondue. Et si vous avez un peu de pain, vous la coupez et formez un cercle de 8. Ok, khi mà nhúng vào ý, cách mà ăn đúng ý là mọi người phải quay số 8 xong sau đấy giơ lên. Bởi vì mình thấy nhiều người ăn ý, chỉ cần nhúng vào ý thì là không đúng cách mà mọi người phải xoay hình số 8. Ok, mọi người xoay như này nhá.
Faut pas oublier de souffler, parce que c'est très chaud. Souffler avant de manger. Mọi người quay như này. Telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. Of the world, and I know that love will someday come around. Surrounded by people that love you, whatever you need will go through. And forcing you to stay, no matter if I'm okay. We can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have it. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have it. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will draw my kiss and make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. Love the world, and I know that love will someday come around. Đèn nhiều ý. À, nay bọn mình chỉ thử phô mai thôi chứ chưa thử mấy cái đồ ngọt bởi vì cũng khá là béo. Và mọi người đến đây thì nên thử cái này. Cái này gọi là Meron. Ăn cái bánh lúc nãy mình có quay ở đằng kia. Bánh ngon ngọt xong rồi chấm với double cream. Siêu béo luôn. Nói chung là đồ ăn Thụy Sĩ cái gì cũng béo hết. Đây là quán bọn mình vừa ăn xong nhá. Tí nữa mình sẽ để địa chỉ ở bên dưới cho mọi người xem. Ok, let's go. Mọi người đi du lịch Thụy Sĩ không quên kiểu nước, ở đâu cũng có kiểu nước được mà uống, nước siêu sạch, nước từ suối. Ok, bye bye, bọn mình về đây. Hẹn mọi người vlog tiếp theo. Vlog tiếp theo mình không biết là vlog ăn hay là đi chơi nữa. Hay là vlog nấu ăn chẳng hạn. Dạo này khá là bận thế nên là không quay vlog nấu ăn được. Ở đây buổi tối rất là nguy hiểm nha mọi người. Kiểu siêu tối luôn. Thế nên là bọn mình đã ăn sớm và về sớm. Không phải là nguy hiểm mà hiện tại thì là đang mùa dịch thế nên là ít người thì đi cảm giác sợ hơn.
đấy, cái đường mà lúc nãy bọn mình ăn ở đằng kia rất là tối, thế nên là thế là lý do vì sao hơi sợ một chút. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi xem phim, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà.